Tối ngày 10 tháng 9, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xác nhận, đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Ông Tuấn Anh thông tin, đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó, tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước, nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai, do đó không có thiệt hại về người. Hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới vị trí vỡ đê. Nhiều xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kết hợp thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy, đã khiến lũ trên sông Lô lên cao gây ngập úng tại nhiều khu vực. Trong tin lũ khẩn cấp trên sông Lô, sông Gâm của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang vào tối ngày 10 tháng 9, tình hình lũ các sông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Trước đó, báo cáo nhanh của Đài khí tượng và Thủy văn cho thấy, từ 8 giờ sáng cùng ngày, mực lũ sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã đạt 26,21m, trên báo động 3 là 0,21m, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tính đến 7 giờ sáng ngày 10 tháng 9, các huyện Na Hàng, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương và nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang bị mưa lũ gây ngập lụt đường, nhà cửa, hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tài sản giao thông. Để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trên toàn tỉnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Lực lượng cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tại các địa bàn xung yếu đã kịp thời tổ chức giúp nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tổ chức phát dọn cây ven đường do bão quật đổ. Do nước sông phó đáy dâng cao, ngay từ 5 giờ sáng ngày 9 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương đã hạ thủy 2 xuồng máy để các lực lượng đến giúp nhân dân ở những nơi bị ngập sâu trong nước. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện trực tiếp chỉ huy các lực lượng ở các tổ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động 35 cán bộ, nhân viên và toàn bộ các trung đội dân quân cơ động của các xã dọc theo sông Phò Đáy như Tân Trào, Trung Yên, Minh Thành, Ninh Lai, Thiện Kế, thị trấn Sơn Dương để kịp thời giúp người dân. Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức ứng cứu an toàn 2 công dân bị mắc kẹt trên thuyền tại thôn Tân Trào, xã Hợp Hòa. Hiện tại, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục khẩn trương giúp nhân dân ở các huyện Lâm Bình, Na Hàng, Hàm Yên, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang phòng chống khắc phục hậu quả bão lũ do cơn bão số 3 gây ra. Tại địa bàn thành phố Tuyên Quang, đến sáng ngày 10 tháng 9, bắt đầu xuất hiện ngập tại các tuyến đường Chiến Thắng, sông Lô, đường Quang Trung, đoạn ngã 8 đi hướng ngã 3 giao thông, đường Nguyễn Trãi, khu vực cầu Trà thuộc đường Phạm Văn Đồng, đường Lê Lợi, đoạn khách sạn Vạn Tuế giao với đường Lý Thái Tổ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, các cán bộ chiến sĩ công an phường, công an thành phố lập chốt, cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông trên đường. Đối với các hồ bị ngập vào nhà, được lực lượng chức năng và các cấp chính quyền vào cuộc hỗ trợ di dời đồ đạc và vật nuôi. Các đơn vị công an toàn tỉnh Tuyên Quang cũng đã triển khai trực 100% quân số và huy động lực lượng hỗ trợ người dân tại các địa bàn nguy hiểm, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất cao, lập hàng trăm chốt, đặt các biển cảnh báo người và phương tiện không đi qua khu vực ngập lụt nguy hiểm. Huy động lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ đưa người dân từ vùng lũ đến nơi an toàn. Hỗ trợ bà con nhân dân di dời tài sản, gia súc trên địa bàn khỏi vùng ngập úng. Tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, kịp thời dọn cây gãy đổ, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ tại các tuyến đường bộ, đường thủy, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, khu vực ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu và nước chảy xiết. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, từ ngày 10 đến đêm ngày 11 tháng 9, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 12 tháng 9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, lũ ống trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá ở các sườn đồi, núi và các ta luy dương có độ dốc lớn, sạt lở tại các công trường xây dựng và các tuyến đường giao thông đang thi công trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hàng, Lâm Bình. Mưa lớn gia tăng nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông suối và ngập úng đô thị cục bộ. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi nước lũ đang lên. Người dân cần chủ động bảo vệ người và tài sản, đồng thời di chuyển đến nơi ở an toàn. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Trao đổi với truyền thông, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cầu Phong Châu có kết cấu thép và hiện đã bị sập hai nhịp, trôi xuống lòng sông. Sự việc này đã khiến nhiều người cùng phương tiện bị rơi xuống sông. Ngay sau khi biết tin vụ sập cầu Phong Châu, hàng nghìn người dân ở hai bên đầu cầu đã tập trung ở hai bên bờ sông Hồng tìm kiếm các nạn nhân. Cho đến chiều ngày 9 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ hiện trường vụ sập cầu Phong Châu và triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tại đây có đông đủ các lực lượng chức năng công an, quân đội, cứu hộ, cứu nạn, y tế. Ngoài ra, rất nhiều người thân của các nạn nhân đang mất tích cũng có mặt, mong ngóng tìm kiếm người thân của mình. Trong tâm trạng nóng như lửa đốt, anh C ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ đang túc trực ở bờ sông Hồng, cạnh cầu Phong Châu, đầu Tam Nông, để nghe ngóng thông tin từ em rể. Em rể anh C là anh T, tài xế xe đầu kéo. Khuôn mặt bần thần, anh C cho biết lịch làm việc của em rể anh Năm khá rõ. Cứ khoảng 10 giờ hàng ngày, anh T sẽ lái ô tô đi qua cầu Phong Châu. Khoảng hơn 10 giờ ngày 9 tháng 9, gia đình anh C nắm được thông tin cầu Phong Châu sập nên gọi điện cho anh T. Tuy nhiên, không ai có thể liên lạc được với nam tài xế. Qua liên lạc với công ty của anh T đang làm việc, gia đình được biết định vị cuối cùng của chiếc xe là ở cầu Phong Châu. Khi nghe đến thông tin này, anh C và cả gia đình thêm rụng rời tay chân, lo lắng khôn nguôi. Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình anh C vẫn chưa có thông tin gì mới về em rể. Cũng trong tâm trạng lửa đốt trong lòng, đứng ngồi không yên tại gần hiện trường vụ sập cầu, chị S, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ kể. Trưa ngày 9 tháng 9, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã, nơi chị đang sinh sống, đã gọi điện cho người nhà chị thông báo xác minh về hai người đi trên xe máy bị rơi xuống sông khi cầu sập. Bỏ lại công việc, chị cùng người nhà đã nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được với hai người thân. Chị nghẹn ngào nói, qua clip thì thấy biển số xe là đúng vợ chồng anh chị ấy rồi. Anh ấy chân đau nên chị chở đi. Ngồi kế bên, chị DTH ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cũng vừa khóc vừa gọi tên chị dâu NTI. Chị H khóc trong nước mắt cho biết, sáng cùng ngày, thông qua hàng xóm, mạng xã hội, chị mới biết chị dâu mình là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu. Được cho xem camera hành trình, chị H nhận ra chị Y đi xe máy. Chị H nói, xem trên clip, tôi thấy chị dâu tôi vừa đi vào cầu thì sập luôn. Cả gia đình xem đi xem lại các clip, chỉ mong có một phép màu để chị Y được bình an vô sự. Ngồi mong tin cháu gái từ 11 giờ trưa ngày 9 tháng 9 tại hiện trường sập cầu Phong Châu, bà DTM ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ cho biết cháu ruột của bà đang là một trong những nạn nhân của vụ sập cầu Phong Châu, hiện vẫn chưa tìm thấy cháu. Bà M cho biết cháu gái bà là NHC, 19 tuổi, ở Đắk Nông mới về Phú Thọ quê nội chơi được mấy ngày. Đến sáng ngày 9 tháng 9, cháu được một người bạn ở huyện Tam Nông qua đón đi thành phố Việt Trì chơi lúc 9 giờ sáng để hôm sau về lại Đà Nẵng học tập. Đến hơn 10 giờ, bà M lên mạng thì thấy có thông tin cầu Phong Châu bị sập. Bà M nghẹn ngào nói, lúc này tôi liền linh cảm và gọi điện cho cháu hỏi xem cháu đã đi qua cầu chưa, nhưng điện thoại của cháu đã không thể liên lạc được, cho đến bây giờ vẫn không có tín hiệu. Bạn đi cùng cháu cũng vậy. Theo bà M, khi được xem camera hành trình từ công an cung cấp, xác định 95% cháu bị ngã xuống lúc sập cầu. Bà M nói, tôi hy vọng phép màu sẽ xảy ra với cháu, mong cháu sẽ trôi giạt được vào đâu và người dân vớt được cháu. Tôi chỉ mong như thế. Giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi một phép màu. Cũng có mặt tại khu vực cầu Phong Châu, ngay khi có thông tin cầu sập, bà DTH
đi lại bồn chồn, thi thoảng ngước đôi mắt ẩn ực nước hỏi lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn về việc đã trục vớt cứu được em của mình chưa. Bà Hát nói em trai tên C, 44 tuổi, làm nghề lái xe lâu năm. Bà Hát kể trong tiếng khóc nấc, chắc chắn là em ấy đã bị rơi xuống cầu rồi. Video đã ghi lại, định vị xe cũng đã xác định xe ở dưới cầu. Bây giờ không biết em ấy ra sao. Rồi bà nói tiếp, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mà camera hành trình ô tô ghi lại là xe của em trai bà. Ở nhà, người vợ của em trai khi xem xong video đã bị ngất vì sốc. Gia đình phải đưa đến trung tâm y tế gần nhà để đảm bảo sức khỏe. Mấy anh em họ hàng của anh C đều có mặt tại khu vực cầu Phong Châu. Khi nhìn xuống dưới dòng sông Hồng, nước đang cuồn cuộn chảy và dâng cao, họ biết rằng sự việc lành ít dữ nhiều. Nhưng trong lòng không thôi nuôi hy vọng, cầu mong sự bình an đến người thân của mình.